Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin tức sao Hoa ngữ mới nhất ngày hôm nay, bản diện Triệu Lệ Dĩnh bị phong sát. Tin tức mới nhất về sao Hoa ngữ ngày hôm nay được cập nhật trên trang Đời sống và Pháp luật online. Bản diện Triệu Lệ Dĩnh bị phong sát. Ngày 22 tháng 2, Sina đưa tin, nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ đã bị cấm phát ngôn trên trang cá nhân Weibo vì lý do có hành vi trái pháp luật. Đầu tháng 2, hai nữ nghệ sĩ Xuân Hạ và Trần Du Tiệp cũng bị phong sát vì lý do tương tự. Theo Sina, Châu Tuấn Vỹ từng đăng hình ảnh tờ giấy trắng được cho là ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh, đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Hành động của nam diễn viên bị cho là kích động dư luận trong thời điểm dịch bệnh tái bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong một show giải trí mới tham gia, nam diễn viên Lưu Ly cũng có những phát biểu nhạy cảm về chính trị. Với động thái mới của các cơ quan quản lý nghệ thuật, Châu Tuấn Vĩ ngầm bị cấm sóng và là nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức, sẽ khó có nhà đầu tư nào dám mạo hiểm mời anh tham gia dự án. Đây là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp mới khởi sắc của nam diễn viên sinh năm 1992. Châu Tuấn Vĩ còn có một số tác phẩm chơi lên sóng như vai phụ trong Ninh An Như Mộng, Đồng Chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Và khách mời trong dự Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, nhiều khả năng đoàn phim sẽ phải tìm biện pháp thay thế nam diễn viên. Từ Hy Viên lên tiếng trước tin chồng ôm tiền bỏ trốn. Diễn viên Từ Hy Viên lên tiếng trước thông tin chồng cô, DJQ ôm tiền của cô bỏ trốn, khiến cô lên cơn động kinh, phải nhập viện. Đại diện của Từ Hy Viên trả lời truyền thông Đài Loan, tin tức là giả. Ai có con mắt tinh tường đều biết những thông tin đó là thêu dệt nhằm mục đích thu hút chú ý. Mọi người không nên để bị lừa bởi những thứ như vậy. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Không chỉ mình, đại diện của Từ Hy Viên lên tiếng, chồng cô DJQ cũng lần đầu công khai lý lịch tư pháp cá nhân. Cho thấy anh không có tiền án tiền sự, không lừa đảo ai. Anh hiện ở Đài Loan, không đi công tác như tin đồn. Trước đó, tên Từ Hy Viên lọt vào hot search Weibo bởi thông tin DJQ đã lấy đi số tiền 220 triệu TWD, khiến Từ Hy Viên lên cơn động kinh, toàn thân sưng tấy và hôn mê, phải đưa đi cấp cứu. Tin đồn còn khẳng định DJQ có tiền án nên bị Đài Loan trục xuất, không cho lưu trú dài ngày. Tống Tổ Nhi khoe nhan sắc đẹp mê mẩn trên phim trường Chiết Yêu. Mới đây, Tống Tổ Nhi đã trở thành nữ chính của dự án cổ trang Chiết Yêu, Khom Lưng, đóng cùng Lưu Vũ Ninh. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nàng Tiểu Hoa đã chiếm trọn trái tim khán giả vì tạo hình quá đội xinh đẹp. Không thể phủ nhận được rằng Tống Tổ Nhi rất hợp với tạo hình thời Hán. Sau khi gây sốt với loạt tạo hình bạch y như tiên tử và hỷ phục đen quyền lực cao quý, mới đây Tống Tổ Nhi lại lộ diện với tạo hình mới. Trong lần xuất hiện này, cô nàng diện một chiếc áo choàng đỏ viền lông dưới trời tuyết trắng xóa. Tạo hình tóc tuy không thay đổi quá nhiều nhưng vẫn đủ sức khiến khán giả không thể đối mắt. Đặc biệt, khoảnh khắc khóe góc nghiêng quá xuất sắc của nàng Tiểu Hoa khiến nhân tình mê mẩn. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ giúp đường nét gương mặt cô nàng trông nổi bật hơn nữa. Nhiều cư dân mạng khẳng định rằng đây sẽ là bộ phim có tạo hình đẹp nhất của Tống Tổ Nhi trên màn ảnh nhỏ. Trong Chiết Yêu, Tống Tổ Nhi vào vai Kiều Man, nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình đầu trắc trở giữa Kiều Man và Ngụy Thiệu, Lưu Vũ Ninh. Theo lời đồn đại, Ngụy Thiệu là một ma đầu hiếu thắng, ưa thích chinh phục. Kiều Man biết rõ y cưới mình chẳng qua chỉ là kế hoạn binh. Cuộc sống của Kiều Man tại Ngụy gia tựa như đi trên băng mỏng, mọi hành động, lời nói đều phải cẩn trọng từng chút. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.